Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngay bên cạnh Duy lúc này đang là chiếc Honda Winner X. Và có lẽ rằng những cái câu hỏi mà quý vị các bạn đặt ra rất nhiều cho chiếc Winner X này thì Duy sẽ cố gắng trả lời trong tất cả những video sắp tới. Ở trong cái video này thì Duy sẽ trả lời hai vấn đề chính gửi tới với các bạn. Đó chính là với cái chiều cao của yên xe là 795, chiều khoảng sáng gầm là 150. Và còn một vấn đề nữa mà có lẽ các bạn rất quan tâm, đó chính là tiếng ống xả của cái hệ thống ống xả mới ở trên Winner X này. Các bạn có thể thấy rằng là cái hệ thống ống xả mới ở trên Winner X này, cái phần lọ bầu này và phần lon ở phía sau này được làm to và bè ra rất là nhiều, trông nó bề thế hơn so với cả thế hệ tiền nhiệm. Nhưng nếu mà tính cái chiều dài thì nó lại ngắn hơn các bạn ạ. Các bạn có thể thấy này, đây này, phần bầu ở dưới đây này, đường dẫn này, bầu to này, rồi lên đây là lon này. Lon ở phía sau cũng được làm bè rất là to. Lấy cảm hứng rất nhiều từ những cái mẫu xe phân khối lớn của nhà Honda. Mà ở trên Winner X này ấy, thì có rất nhiều điểm được lấy cảm hứng trực tiếp từ những mẫu xe phân khối lớn của nhà Honda. Duy có thể kể tới ngay những cái chi tiết đầu tiên. Thứ nhất là cái phần đầu đèn mà các bạn đã thấy rồi. Ngay cả cái phần xi nhan này cũng vậy. Xi nhan này thì có quá nhiều ý kiến về nó luôn. Nhưng đây là cái thiết kế của những mẫu xe PKL của nhà Honda hiện tại bây giờ. Các bạn có thể thấy được ngay. Tiếp theo là cái phần nhựa. Phần nhựa này được làm với những cái chi tiết giả carbon. Rồi là ở phần trên tay bên tay phải này thì cũng đã không còn cái công tắc tắt bật đèn nữa. Mặc dù nó là điểm đáng tiếc thật, nhưng mà nó cũng là một trong những cái yếu tố rất là hay để ngày càng khẳng định hơn những cái mẫu xe của mình. Rồi chúng ta sẽ có gì nữa ạ? Đồng hồ. Mà đồng hồ cũng được lấy cảm hứng từ những mẫu xe PKL, cụ thể là chiếc CBR 250. CBR 250 cũng có cái kiểu thiết kế đồng hồ kiểu như này. Nhưng mà ở trên Winner thì lại có nhiều những cái đường cắt xẻ hơn. Bây giờ thì với một người cao 1m75 như Duy thì Duy sẽ ngồi thử lên cái chiếc xe Winner này để xem là cái chiều cao yên 795 như thế nào nhé. Đây, cái tư thế ngồi của Duy đây. Hôm nay thì ăn mặc cái bộ đồ đi làm này thì có vẻ không được chuẩn chỉ lắm với chiếc xe này. Nhưng mà nhìn cũng được cái phải không các bạn? Trông nó cũng, nói chung là với cái thiết kế như thế này thì chúng ta sẽ dễ mặc đồ hơn. Nó không bị quá sắc lẹm, không bị quá thể thao, không bị quá hầm mố, để khiến chúng ta phải ăn mặc những cái set đồ nó phù hợp với xe. Nó vẫn mang một cái những cái đường nét thiết kế trung tính. Mặc dù là thể thao nhưng mà vẫn có những thiết kế trung tính để chúng ta ngồi lên xe, chúng ta có thể phối đồ nó dễ dàng hơn. Có lẽ là cái phần này là cái phần mà các bạn cũng đã dành rất nhiều những cái ý kiến comment. Chúng ta có 4 ghế ốc ở đây, nhìn nó cũng quả thật là nó cũng không được thẩm mỹ lắm. Nhưng mà với những cái bạn có cái kiểu chạy xe mà thích núp gió ấy, thì các bạn có thể độ thêm cái phần kính chắn gió cao hơn để chúng ta dễ dàng hơn trong những cái việc núp gió như thế này. Đó. Đây, nói chung là ngồi thì ổn. Xe thì trọng lượng khô là khoảng 123 kg, khoảng sáng gầm là 150 mm. Nên là cái khoảng sáng gầm này là một trong những cái điểm mà Duy đánh giá cao này. Đánh giá cao trong khúc luôn. Bởi vì như các bạn thấy là ở điều kiện đường xá Việt Nam mình thì cái phần vỉa hè được làm khá là cao. Đó. Còn bây giờ thì Duy sẽ thử cái tiếng ống xả của Winner X nhá. Nào, thì chúng ta sẽ thử tiếng ống xả. Với cái bộ ống xả này thì tuy Duy tin chắc rằng anh em sẽ rất là thích. Bởi vì là ống xả zin mà đã cho chúng ta những cái trải nghiệm tốt. Rồi, đồng hồ hiển thị đẹp, rất nhiều chi tiết. Đây là tiếng nổ găng ti. Cái đầu thổi ra của ống xả nó đã đặt hơi cao và cái phần hơi đẩy ra khá mạnh ấy. Anh em mà đỗ đèn xanh đỏ ông đằng sau có tí ghét ấy. rồi bây giờ nhờ bạn quay phim sẽ ga thử lên để đi xem nào. Ủa. Hơi mùi một tí nhưng mà đứng đằng sau để cảm nhận được cái lực. Hơi đẩy ra ngon đấy. Quá được luôn. Đây này, các bạn có thể thấy này. Đây nhá. Này. Rách lá luôn rồi.
Úi ôi, bay lá luôn. Tan nát một đời lá luôn. Rồi, bây giờ mời mọi người nghe nghe tiếp thử cái tiếp cái ống xả này. Quả thực là ấn tượng đấy. Cái tiếng ống xả mới của WinX này rất ấn tượng các bạn ạ. Nghe nó đã có cái sự phấn khích. Chúng ta sẽ đương nhiên là những anh em nào mà muốn cảm nhận rõ hơn cái uy lực của xe thì sẽ phải độ phần ống xả. Nhưng mà Duy nghĩ là với những anh em mà di chuyển trong phố hàng ngày ấy, hay là không cần thiết quá nhiều vào một cái bộ phận ống xả chúng ta có cái tiếng nổ lớn ấy, thì cái ống xả WinX này đã rất đủ đáp ứng cái nhu cầu của mọi người. Hơi tiếc một chút là chiếc WinX này bỏ cái công tắc đèn đi mà lại không thêm cho chúng ta một cái phần công tắc để ngắt động cơ. Có phần công tắc ngắt động cơ này thì càng sẽ càng giống hơn những cái mẫu xe phân khối lớn của Honda. Phần yên xe này thì trước đây ấy, thì có nhiều ý kiến ở cái thế hệ tiền nhiệm ấy, là ngồi ở đằng sau khá dốc, thì ở trên cái chiếc WinX này đã được thiết kế lại, hạ thấp phần yên xuống này, rồi là ngay đến cái phần thiết kế đằng sau này nó cũng không còn quá dốc, đẩy cái phía yên dốc về phía trước nữa. Trước đây phần yên nó dốc được rồi này. Đấy, bây giờ thì nó đã đỡ hơn nhiều rồi. Phần tay sách phía sau này cũng đẹp này, tay sách để tách được tách đôi này. Đó. Rồi, các bạn có những câu hỏi nào, những cái comment của các bạn về chiếc WinX này thì mời các bạn hãy comment ngay phía dưới nhé. Để Duy cùng như ekip sẽ sớm gửi tới tất cả các bạn những cái câu trả lời, những cái bài đánh giá cụ thể chi tiết hơn về chiếc Honda WinX này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.